Mỹ ơi, đem cho ông tách trà. Dạ. Ba ơi, ngày mai là mình họp rồi đó, rồi ai sẽ làm phiên dịch cho mình hả ba? Trời đất ơi, giờ này chưa thuê được phiên dịch hả? Con làm ăn cái kiểu gì kỳ vậy hả? Hay là mình kêu lại người lần trước được không ba? Cái thằng phiên dịch lần trước dở ẹt, bộ khùng hay sao mà thuê đó. Dạ Kinh. Con mời ông uống trà. Con đường đường là một phó giám đốc, làm ăn có trách nhiệm chút đi. Mình phải tính toán trong đầu tính trước, hiểu chưa? Chứ không phải là để nước đánh chừng mới ra báo cho ba. Dạ con biết rồi. Ba có sao không vậy ba? Bộ đuôi hả? Lột cái lưỡi ra. Cô giáo, cô giáo. Cô giáo ơi. Dạ. À, ngày mai cô giáo có bận gì không? Dạ không, có gì không anh? Vậy thì tốt quá. Tôi nhờ ngày mai cô giáo làm phiên dịch cho công ty tôi nha. Phiên dịch hả? Ừ đúng rồi, tại vì ngày mai công ty tôi có tiếp hai đối tác ở nước ngoài, chỉ là nói chuyện bình thường thôi, cho nên tôi nghĩ cô giáo làm được. Dạ, nhưng mà từ đó giờ em chưa bao giờ làm phiên dịch hết á. Sinh viên trường Anh ngữ mà sợ gì, đợi tôi chút xíu nha. Ba ơi, ba ơi, ba ơi, con tìm được người làm phiên dịch cho công ty mình rồi nè ba. Ra đây con giới thiệu cho. Ba ra đây, lẹ đi ba. Đây, 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 giới thiệu cho ba nè. Đâu con? Dạ. Ai đâu? Phiên dịch đâu? Ba vô nghỉ tiếp nha ba. 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 Ba, ba ơi, ba ơi, con mày dại hả trời. Con đâu có dám làm ba là ba ơi. Mấy giáo viên bản địa thì không rành tiếng Việt cho lắm, cho nên phiên dịch sẽ khó khăn đó. Ừ, tôi thấy bà nói cũng đúng. Hay là tôi hỏi một vài trung tâm ngoại ngữ coi sao nha. Ừ. Dạ, cho con gửi tiền tháng này nha cô. Anh em, ông thấy Julian sao? Cái gì? Julian? Phải đó, tôi thấy cũng được đó ông. Nó cũng đi dạy một vài nơi rồi. Hay là tôi hỏi nó xem sao nha. Ừ thì cứ vậy đi. Tại sao lại là cái thằng này chứ? Đồ đáng ghét mà. Nhìn cái mặt càng nhìn là càng không ưa. Trời, nên chết. Cảm ơn con nha. Embrasse-moi, juste une fois. Đáng ghét mà. Vô đi. Ba ơi, Julian tới à? Dạ, bonjour monsieur Tú Tài. Nhắc hoài mà sao cứ lộn hoài vậy hả Julian? Tú Tài, Đỗ Tú Tài. Thôi con giỡn mà, con biết rồi. Để con cố gắng nha. À, em qua đây ngồi đi. À, bây giờ anh sẽ trình bày nội dung cuộc họp của mình nha. À, là vậy. Nếu không phải liễu của mình lên tiếng thì còn lâu mày mới được nhận. Sao cái thằng đó nó không làm cái gì hết mà cái mặt lúc nào cũng nhìn thấy ghét, ghét thiệt, không ưa chút nào. Nói với ông ta đó là phở và bánh mì là những món đặc sản của Việt Nam. So basically we are thinking about focusing our Vietnamese dishes on bánh mì and phở. I don't think Vietnamese food is good for hers. Sao? Không thích à? Thấy có vẻ không bằng lòng á. Vẻ mặt ổng hơi căng thẳng hả bạn? I really think you should try our products. National cuisine tells a lot about the culture and identity. And if you're planning on resettle and doing business in Vietnam, trying and experiencing the Vietnamese food will help you understanding the people and the culture as well. I agree. It makes sense. Hình như có vẻ không ổn hả? Ổn không? Ồ, giờ mà thấy cười. Thank you. Thank you. Cảm ơn. À, dạ, không mời. Dạ, see you. See you. Gọi đi, gọi đi. Dạ, dạ, dạ. Tất cả là nhờ em hết á. Dạ, con. Coi bộ cái hợp đồng này mình nắm chắc trong tay rồi. Cảm ơn Julian nhiều nha. Dạ, con đâu có gì đâu anh. Julian. Dạ. Đừng giận bác nha. Trước đây có chút hiểu lầm, phải nói là cảm ơn con. Ngày mai ráng giúp bác ha. Dạ, ok. Bác đừng problem mình sẽ tấu hài. Tấu hài.
Mr. Tấu Hài, chịu chưa? Mr. Tấu Hài. Nè, giờ thích ăn gì? Bắt mời. Hải sản đi ba, con thích ăn hải sản. Hay đó, hải sản, mày đi ăn mình đi. Dạ không, dạ hải sản cũng được bác. Vậy hả? Vậy thì mình đi ăn hải sản ha. Ừ. Dòm gì không biết đi đặt chỗ hả? À dạ, con đi liền. Julian. Dạ. Hôm nay là ngày giấc giả cho con đó ha. Dạ cũng không có gì đâu bác, thì cũng nhờ bác chỉ thôi mà. Trước giờ mình khùng thiệt, mình đã hiểu lầm một người tốt, vừa có năng lực lại khiêm tốn. Julian ơi là Julian, thích con quá, thích đến mức bỏ vô túi mang theo vậy đó. Alo, Liễu hả? Đây, đang cũng đang tính gọi cho bà đây. Nè, giờ cạn với bác ha. Dạ. Ừ. Xin mời. Dạ, mời anh. Bà thích cô lắm luôn á. Dạ, thiệt hả bác? Thích quá đi luôn á. Con tưởng thời nào giờ Mr. Tấu Hài có ghét con không à? Không hề, không hề. Mà phải nói là rất thích. Like you, very very like. Dạ, con cũng rất 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 là thích bác luôn. Vậy vô cái nữa dạ, dạ. Đi. Vô. Dạ. Chào cả nhà. Ô. Mọi người vui quá xá gì chào đó. Chào con, bà tới rồi hả? Ừ, bà. Ngồi nha. Julian. Ôi, chào con. Dạ. Mày nào ngồi xuống, mày nào ngồi xuống. Cảm ơn con. Ông à, nghe nói là Julian làm được việc lắm phải không ông? Ừ, được. Được. Ôi trời, con giỏi thiệt đó. Hôm nay mình dùng rượu ha. Dạ đây, mời cô. À, cảm ơn con. Bà ăn cái gì chứ? Cảm ơn con. Không ngờ Julian nói với có mấy câu à mà khách hàng thay đổi 180 độ luôn á cô. Ôi trời, thiệt vậy hả? Ôi trời ơi, con giỏi thiệt đó. Ầm nè. Cần một thầy giáo dạy tiếng Pháp, người bản địa đó. Dạ. Nè, nếu mà con thích, để cô hỏi giùm cho con nha. Dạ, dạ các cô. Ôi, dạ con cảm ơn cô nhiều. Không có gì đâu con. Ôi trời. Cái tình khốn kiếp này, mình đã ngồi sờ sờ ở đây mà nói giá. Cảm ơn cô nhiều. Ôi trời ơi, giỏi quá trời giỏi. Ông à, à Julian á, giỏi thiệt đó hả ông? Giỏi quá trời giỏi luôn à. Được. Bác Tấu Hài còn kêu là con very very thích con nữa. Ồ vậy à? Ôi thiệt hả ông? Ông thích Julian thiệt hả? Thiệt à. Có gì vậy? Đã chỉ là cái lá thôi. Ôi trời. Dạ chắc mình xin phép đi vệ sinh xin. À. Dễ thương gì đâu. Ờ thôi ông. Tôi cũng xin phép đi vệ sinh chút ha. Ô, bác Tấu Hài, bác đi nhà vệ sinh luôn hả? Sao lì quá vậy? Tấu Tài chứ không phải là Tấu Hài, hiểu chưa? Dạ. Ừ, đi về mau. Dạ, bác vì sao vậy? Tôi nói cậu đi về, cậu biết hả? Nói tiếng Việt không? Đi về mau. Dạ, có chuyện gì xảy ra, con có làm gì sai hả bác? Câm miệng lại, không có nói nhiều, đi về. Dạ, tại sao bác vì vậy con... Không hiểu hả? Đơn giản thôi. Tại vì tao không ưa mày. Tao ghét mày. I hate you, very very hate you. Ủa, sao về vậy hả con? Ờ, cậu có việc gấp phải về. Ờ, về đi. Ờ thôi, mình dung. Xin mời. Ờ, dạ. Ờ, nghe đây. Nghe không? Sao hả? Tôi biết rồi. Bên khách hàng họ gọi họ nói á là giám đốc của họ muốn trực tiếp ký hợp đồng với công ty của mình á. Tất cả là nhờ Julian hết rồi bà. Tú Tài ơi là Tú Tài, mày đã gây ra chuyện gì vậy nè? Cũng vì cái tính ghen tuông vô cớ mà mày đã đuổi ân nhân của mày về rồi đó. Nè ông. Ông có chút gì. Julian! Julian hả? Dạ, bác Tấu Hài. Ờ, bác đi. Julian ơi, con quay lại đi con. Bác xin lỗi. Bác sai, con quay lại ha. Dạ, thôi con về rồi. Thôi mà làm ơn đi.
quay lại giùm bác đi. Quay lại đi, bác cho con ăn cá nha. Dạ con xin lỗi, nhưng mà bây giờ con cũng hơi mệt rồi, nên chắc con sẽ về. Ở lại với bác đi mà, bác năn nỉ con mà nha. Dạ con xin lỗi bác Tố Hài, chắc có gì mai gặp. Chúc bác Tố Hài ngủ ngon. Nè, nè, dù je suis pas vraiment satisfait du terme de ce contrat. Qu'est-ce que vous en pensez? À vrai dire, en fait, le prix est déjà plus bas que le prix minimum. Et si on utilisait des matériaux de basse qualité, ça serait une perte pour les deux parties. Donc c'est pourquoi il y a ce prix-là. Bon. D'accord. D'accord. D'accord, phải không? Yeah. D'accord, là, được các bác. Donc il y a une partie pour vous. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Ôi trời ơi, thúc cuộc gánh nặng. Con tuyệt vời, con đúng là quý nhân luôn. Nó thiệt, cái ông này ông nói tiếng Pháp hả? Bác muốn chết luôn á, bác sợ lắm. Trời ơi, Julian ơi, con nói được luôn tiếng Pháp hả con? Dạ thì mẹ con là người Pháp mà bác. Ủa vậy hả? Ê, chị biết nói tiếng Việt luôn. Ôi trời ơi, hôm nay mà không có con là cái hợp đồng này không có được ký đâu con ơi. Xin chút nữa là mình đánh mất một nhân tài như Julian. Cũng chỉ vì cái tính ghen tương vô cớ. Mày ngu như vậy sao mình có thể làm giám đốc một công ty được chứ? À, hay là mình đi ăn gì đi bác? Tại con cũng đói rồi. Ôi đói hả? Đói, đi đi đi. Bây giờ con muốn ăn cái gì? Bác chiều hết, bây giờ muốn ăn cái gì? Dạ, sao bác nhìn con vậy bác Tố Hài? Con bị dính gì hả? Không, 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 không. Thích lắm luôn á. Thích quá. Nè, Julian. Dạ. Sau này có cái gì mà khó khăn á, cứ đến tìm bác ha. Bác sẽ tận tình giúp đỡ. Coi bác như người trong nhà nha. Dạ, dạ, dạ con biết giúp rồi. Giúp cho con từ A tới Z luôn. Dạ con, bác. Cảm ơn bác nhiều. À, hey bác, mình chụp một tấm hình nha. Chụp đi, chụp đi. Dạ, dạ. Đâu bắt coi. Wow, phải nói là beautiful, đẹp tuyệt tình. À, anh Ngọc, chút xíu nữa tập chụp với một tấm luôn nha. Được thôi. Cái đồ mắc dịch. Dạ. Thằng háo sắc. Đây là thằng háo sắc. Dạ, cái gì vậy bác? Cái gì hả? Mày điếc hả? Tao nói tiếng Việt mày không hiểu hả? Đi về má. Bà ơi, bà uống con chút rượu rồi bà sai nữa hả bác? Tao không sai. Dạ bác bị cái gì đó vậy bác? Không có bị cái gì hết. Tao ghét mày, mày đi về. Mày sao Tố Hài, bình tĩnh lại. Tao không phải là Tố Hài, tao là Tú Tài, hiểu không? Đi về. Tôi về. Mày làm cái gì vậy Tú Tài? Julian đã mang về cho mày hợp đồng quý giá như vậy. Vậy mà vì phụ nữ mà mày điên rồi Tố Tài. Julian, Julian, Julian ơi, Julian, 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 đừng đi con, bác xin lỗi, tại bác say quá, làm ơn đừng có đi ha, ha, vô trong với bác nha, nghe, vô trong với bác nha con, ha, ha, à, từ từ rồi ba. Từ gì? Ba vịn vô bờ eo của con thật chặt đi. Bé đó. Con mày buông ra để tao nói chuyện với chàng trai trẻ của tao. Đó là Julian. Ba đang sai mà sao con buông ra được? Buông ba té. Tao nói buông ra cho tao nói chuyện. Đi ra kêu taxi liền. Kêu taxi cho ba. Để con dìu ba ra kêu taxi luôn. Tao thử đi được mà. Đi. Nhưng mà ta nói mày đi không? Mày tao đá mày bây giờ. Dạ dạ điểm. Dạ điểm. Em lo cho. Thằng. Dạ bác Tố Hài. Dạ. Julian. Dạ. Ôi chàng trai trẻ của tôi. Dạ. Bác rất là yêu con. Dạ.
Dạ, con cũng rất là thương bác. Ủa, đàn này đàn ông con trai mà đeo vòng tay màu đỏ. Dạ, dạ cái này là một quà tặng của Madame Liễu á. Dạ, dạ, bác đau ạ. Bác đang siết chặt tay con. Bác. Từ khi anh biết anh là người thứ ba. Mày biết. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Dạ bác, thì bác nói gì ạ? Tao nói mày biết. Mày không hiểu tiếng Việt hả? Mày biết hả? Biết. Con không hiểu bác bị cái gì luôn á. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Từ thơ ấu. Thôi, chờ bác về. Đừng về Juliet. Bác thương mày lắm. Bác quý mày lắm Juliet ơi là bác, Juliet. Bác. Con nói thiệt là con không có hiểu là bác bị cái gì luôn á. Mày biết. Tao nói mày biết. Nữa đó. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Từ thơ ấu. Mày ăn cái gì vậy? Julian. Ơi, bác câu hai. Bác thương con. Bác yêu con, đừng bỏ bác. Đừng bỏ bác về một mình. Bác từng bỏ bác mà Juliet ơi. Dạ rồi. Chắc bác bị say rồi. Để con chở bác về nha. Con gọi taxi để chở bác về nha. Cảm ơn con. Bác uống nhiều quá rồi nha. Đi về. Dạ đi. Khi anh biết anh là người thứ ba. Biết. Mày biết. Billy Phu. Bác Tâu Hài là bác Tâu Hài. Về đây. Mày về một mình mày đi. Tao không đem về với mày đâu.